tại huyện Châu Thành, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Văn Dũng cùng đoàn công tác đã đến trao 100 phần quà trung thu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi các cháu thiếu nhi, chúc các cháu luôn mạnh khỏe, vui tươi, đón Tết Trung thu năm 2024 thật đầm ấm, ý nghĩa và đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Đồng chí mong rằng cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu thiếu niên nhi đồng vui chơi, học tập, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.